Nhược điểm lớn nhất của con người chính là không thích nghe lời thật lòng. Kính thưa quý vị, nói thật thường làm mất lòng người, cho nên bạn bè nói thật càng ngày càng ít, ai cũng nói tốt và lời hay ý đẹp. Nếu ai đó hỏi, bạn có thích nghe sự thật không? Bạn sẽ trả lời ra sao? Có người trốn tránh không muốn nghe, có người từ chối thẳng thừng, cũng có người sẵn lòng lắng nghe. Khi bị người nào đó chỉ ra lỗi lầm, trong lòng bạn sẽ không tránh khỏi cảm giác khó chịu, thậm chí còn nổi giận vì điều này quá nói trúng tim đen. Sự thật mất lòng, đó là lý do khiến nhiều người không hề muốn nghe lời thật lòng hoặc nhận xét công tâm về bản thân. Song thái độ đối với vấn đề này cũng thể hiện một phần con người của bạn. 1. Sự thật mất lòng. Sự thật mặc dù đau đớn, trần trụi nhưng không nên bài trừ nó mà hãy tiếp nhận bằng trái tim rộng mở. Chỉ như thế, chúng ta mới tiến bộ từng ngày, nhìn nhận đúng cách chúng ta sống và đối xử với thế giới. Người xưa thường nói, bạn bè cũng là người thầy giỏi, vì thời gian giao tiếp nhiều hơn nên họ có đủ cơ hội để nhìn thấu bản chất của chúng ta. Nhưng đôi khi, bạn bè nói lời thật lòng về mình, chúng ta thường tức giận, bất mãn, cho dù đối phương nói đúng, chưa chắc bản thân đã chấp nhận. Ngay cả khi nhận ra những thiếu sót, bạn cũng sẽ giận vì đã khiến mình mất thể diện, lòng tự tôn bị phá hủy. Một cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện ở chốn công sở của mình lên Jinhu, nền tảng tâm sự và hỏi đáp của Trung Quốc. Nhớ cách đây hơn 10 năm, tôi làm việc trong một công ty, lúc đó mỗi lần họp, đồng nghiệp khen ngợi lẫn nhau, mặc dù vấn đề tồn đọng trước mắt chưa được giải quyết, mỗi người đều có khuyết điểm cần phải sửa chữa để công việc diễn ra tốt hơn. Chỉ có mình tôi hoàn toàn chỉ nói về công việc, vì tôi thực sự không thể nói ra những lời giả là không một chút giá trị này. Thế là tôi đã bị gắn với cái mác quá nghiêm túc, IQ không cao. Dần dần, tôi thấy rằng công ty này không phù hợp với người chưa hiểu những quy tắc bất thành văn nơi công sở như tôi, thế là tôi quyết định ra đi. Không lâu sau, đồng nghiệp cũ khi xưa cũng khá thân với tôi kể rằng bộ phận đã tan rã vì nhân viên không hoàn thành công việc, lỗi lầm xảy ra thường xuyên. Nhận xét công tâm đôi khi khiến chúng ta mất đi nhiều người bạn tốt, nghĩ rằng có thể đi cùng mình thêm đoạn đường rất xa. Nhưng khi đồng chạm đến lòng tự trọng thì ít ai có thể tỉnh táo để nhận đúng vấn đề. 2. Biết nghe lời trần trụi cũng là cách sống thông minh. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, từ xa xưa, dối trá và sự thật cùng tắm cùng trên một dòng sông. Dối trá tắm xong trước và mặc bộ quần áo của sự thật rồi đi mất, nhưng sự thật không chịu mặc bộ quần áo của dối trá. Sau này, trong mắt mọi người chỉ có thể tiếp nhận những lời nói dối, đội lốt nói thật khó, chứ khó mà chấp nhận được sự thật trần trụi không mặc quần áo kia. Bởi lẽ, trái tim con người vô cùng phức tạp, nói thật thường làm mất lòng người, cho nên bạn bè nói thật ngày càng ít, ai cũng nói tốt và lời hay ý đẹp. Người chỉ thích nghe điều tốt chẳng khác nào thích nói dối, mình nói dối cũng ép người khác nói dối theo. Hỏi người khác, bạn cảm thấy tôi là người như thế nào? Câu trả lời lúc này có thể quyết định mối quan hệ có được bền lâu hay không. Đương nhiên, ở đây chúng ta đặt trong trường hợp người chỉ thích nghe lời nói tốt, nếu với người dung dị và cầu thị thì mọi chuyện đã không có vấn đề gì xảy ra. Biết ca ngợi, biết khuyến khích người khác là một biểu hiện của người có IQ cao. Nhưng không phải luôn khen ngợi thì được xem là biết cách cư xử. Lắm lúc luôn ca tụng, khen ngợi bạn không xuất phát từ thật lòng mà là muốn lấy lòng bạn. Người dám nói ra những khuyết điểm của bạn mặc dù có nguy cơ phá hủy mối quan hệ, nhưng đây mới là người bạn thật sự. Kết giao với người không ngại chỉ ra những thiếu sót của bạn cũng là một sự khôn ngoan và trí tuệ, bởi lẽ bạn bè không nhất thiết lúc nào cũng phải khen ngợi nói tốt về nhau. Người vui mừng khi được nghe những điều tốt đẹp về mình và chán ghét khi nghe sự thật. Tất cả đều đang sống trong sự dối trá và bị lừa dối. Chỉ những ai có can đảm nhận phê bình, chê trách, dám đối mặt với khuyết điểm thì mới có thể sửa chữa, hiểu đúng về mình, mới không bị nhiều sự bất ổn trong thế giới ngoài kia quật ngã. Không sống bằng suy nghĩ của người khác và đạt được sự tự do của tâm hồn là cách sống của người trí tuệ. Kính thưa quý vị, trong môi trường công sở, doanh nghiệp có 3 thời điểm bạn cần giả ngốc, hồ đồ để giữ được sự an toàn, kín đáo. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi video. Người ở chốn công sở biết giả ngu trong 3 lúc này chính là thông minh nhất. Khi đi làm,
muốn cuộc sống công sở dễ dàng, bạn bắt buộc phải già ngu ba thời điểm này. Có người nói rằng, mỗi người ở nơi làm việc hãy sống như con giun đất, không bao giờ sợ hãi trước khó khăn. Dù kẻ ác có dùng chiêu trò, thì giun đất đứt là đôi vẫn có thể tái sinh trong thời gian ngắn nhất có thể. Thông minh là điều tốt, nhưng trong cuộc sống, đôi khi ngu ngơ một chút mới là điều hay. Bên cạnh sự quyết tâm và khả năng đương đầu với thử thách, người khôn ngoan trốn công sở còn biết đâu là lúc nên già ngốc. Trốn công sở đầy thị phi sẽ không có chỗ cho những chú chim non luôn ngây ngốc và quá thật thà, thiếu sự tinh tế cần thiết. Đặc biệt, khi bước chân vào môi trường mới, bạn cần học cách im lặng và làm việc chăm chỉ, giả ngốc trước những mối quan hệ phức tạp mà mình chưa hiểu. Càng trong tĩnh lặng, bạn càng cảm nhận được nhiều điều hơn. Sau những năm tuổi trẻ trải qua nhiều gian truân, Long cuối cùng cũng trở thành giám đốc khu vực của một công ty lớn. Trước khi đạt được vị trí này, anh từng có nhiều năm làm việc trong một công ty bất động sản lớn. Được đánh giá là người có năng lực, nhưng suốt nhiều năm, Long lại không thể thăng tiến. Sau nhiều lần bị hụt thăng chức tăng lương, thuyên chuyển bộ phận, thậm chí suýt bị nghỉ việc khi không dương bị vướng vào những rắc rối thị phi, anh đã học được cách ẩn mình giả ngốc và có được ngày hôm nay. Thực tế, những người không leo lên được vị trí cao không phải bởi họ thiếu năng lực mà là không nắm bắt được cơ hội. Suy cho cùng, cơ hội là do chính mình tạo ra, và những con người khôn ngoan biết giả ngốc ẩn thân để tạo dựng cơ hội cho mình. Người xưa có câu, đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp. Có nghĩa là bậc tài trí giả nhìn như ngu dốt, kẻ dũng mãnh nhìn như khiếp nhược. Kẻ ỷ vào tài sẽ nguy khốn vì tài, ỷ vào danh thậm chí sẽ vì danh mà mất mạng. 1. Ở chốn công sở, giả ngu về tiền lương chính là khôn ngoan. Đa phần chúng ta đi làm không phải là vì thú vui mà vì đồng lương nhận được cuối mỗi tháng. Khả năng chính là điều quyết định một phần mức lương của bạn. Tuy nhiên, nhiều người lại không hiểu rõ về bản thân mình và ganh ghét với người vào sau, ít tuổi nhưng lại có mức lương hơn mình. Những người khôn ngoan trốn công sở luôn biết cách giữ bí mật về mức lương của mình. Họ sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết mức lương của mình và càng không coi đó là chủ đề nên đưa ra để bàn luận. Nếu mức lương của bạn cao hơn người khác, điều đó có thể dẫn đến sự ganh tị. Nếu mức lương của người khác cao hơn bạn, bạn có thể cảm thấy mất tinh thần, ảnh hưởng đến nỗ lực phấn đấu. Một người đồng nghiệp cũ của Long đã bị sa thải vì để lộ tiền lương và gây ra những tranh chấp không đáng có nơi làm việc. Cậu trai đó rất vô tư khoe với đồng nghiệp mức lương của mình, thậm chí chẳng ngại kể ra những mối quan hệ của mình với cấp trên của công ty. Điều này đã dấy lên sự bất mãn của rất nhiều nhân viên trong công ty và cuối cùng, khi sự việc lên đến đỉnh điểm, cậu ta đã bị mất việc. 2. Ở chốn công sở, người khôn ẩn thân vờ ngốc trước kẻ phản diện. Lòng người khó đoán, dù trong môi trường làm việc nào, bạn cũng sẽ không tránh khỏi những kẻ phản diện. Chúng là những người sẵn sàng dùng đến chiêu trò để có thể thao túng bạn, đạt được điều họ muốn. Những người khôn ngoan nơi công sở không quan tâm đến những kẻ phản diện. Họ hiểu đâu là nơi, là người mình nên dành thời gian và sức lực cho họ. Họ biết đâu là điều mình nên ưu tiên và đó chắc chắn không phải những kẻ rút cạn năng lượng của mình. Họ sẽ không để kẻ phản diện nắm rõ được đường đi nước bước của mình, càng không cho đối phương biết khả năng của mình. Người khôn ngoan không cần thu hút sự chú ý của kẻ phản diện và sẽ không ngừng nỗ lực mỗi ngày để chờ thời cơ đến và tỏa sáng. 3. Ở chốn công sở, giả ngốc về trình độ là người khôn ngoan. Để có thể phát triển ở nơi làm việc, bạn cần có nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn không thể thiếu trình độ. Bởi vậy, nhất định phải không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình, nâng cao giá trị bản thân. Bằng cấp không phải là điều quan trọng nhất, nhưng chắc chắn là điều có thể giúp bạn trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, đừng thấy mình có khả năng, có bằng cấp hơn người khác là điều đáng đem ra khoe khoang. Lấy bằng cấp làm niềm tự hào như anh chàng Long những năm trước, lợi ích chưa thấy đâu, nhưng chắc chắn là có chuốc họa về mình. Những người lựa chọn cách giả vờ ngốc khi nói đến trình độ sẽ có một tương lai tươi sáng. Họ biết đâu là lúc mình nên thể hiện sức mạnh, đâu là lúc tốt hơn nên ẩn thân. Người thông minh như vậy thực sự đáng được tôn trọng và học hỏi. Nhiều người nhanh chóng bị đào thải trong một môi trường, bị mọi người bỏ lại không phải bởi họ thiếu năng lực mà thiếu sự tinh tế trong cách cư xử, không biết giả ngốc đúng lúc, không hiểu những quy tắc bất thành văn ở nơi làm việc. Đó là điều mà chúng ta đều có thể học tập. Thực tế, nơi làm việc không quá khắc nghiệt như mọi người vẫn nghĩ
nó sẽ mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội. Quan trọng là bạn nắm bắt được hay không. Những người biết ẩn thân, ngây ngốc, đúng lúc nơi công sở sẽ ngày càng thăng tiến.